Hai chiếc vỏ này đua thử nha các bạn, chiếc của anh Tâm vỏ này là 13 hết bài cốt 20. Còn cái chạy nhông sên. Còn cái 13 của mình á, 13 chạy trực tiếp. Nắp đầm cam luôn, cam mà cam giỏm. Máy này là hết bài rồi, nhưng mà nhông sên. Cốt 20 trái 90. Rồi. Rồi không mập không vậy? Mười ba nhông sên chạy sao rồi các bạn ơi, không biết nó có cho có nhường không nha. Lại lại nè, 13 nhông sên này kiểu cũng chưa có ngọt, cái bình xăng nó cũng chưa ngọt, chạy tới đây nổi người bóp bóp. Rồi còn cái máy cù bắp của mình sao mà chạy tắt máy hoài, chắc thiếu xăng à. Xăng ít quá. Chẳng có nước đâu. Lên. Giờ ngọt ngọt á, 13 mà cốt 20 trái 90.
chạy có một khúc gì nào, ở đây quay có lẽ thấy gì đâu. Sắp hết xăng để đổ có miếng xăng. Hai này nó xịn xịn rồi các bạn. Tại sao tao không biết đường tính đâu mà. Quá, vô đám rồi. Vô đám là không lại câu đâu đi. Quá nè rồi. Quá không? Chứ đầu quá anh đứng hộn lắm. Chấp đề đủ quá. Vừa đâu ạ? À? Thay chương dịch khác rồi, nút máy đó đó. Bảo đảm lấy chương dịch của mày trong đây.